nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc thiết kế thiết bị điện từ trường. Hãy để AppViet giúp bạn xử lý khó khăn trên với Flux, giải pháp mô phỏng điện từ trường tần số thấp hàng đầu trên thế giới hiện nay. Flux giúp mô phỏng hỗ trợ thiết kế đa dạng các thiết bị như động cơ điện, máy biến thế, mô đun nguồn. Đầu tiên, Flux được ứng dụng trong thiết kế các phương tiện vận tải như đệm từ với tàu cao tốc hay động cơ điện trong ô tô. Các thiết bị cảm biến điện trường hay cơ cấu chấp hành. Ngoài ra, Flux có các tính năng khác hỗ trợ như phân tích điện từ trường của dây dẫn, EMC hoặc sạc pin khi ô tô đang hoạt động. Tiếp theo là một ứng dụng khác của Flux trong lĩnh vực năng lượng. Flux có thể giúp chúng ta mô phỏng các máy phát điện trong nhà máy thủy điện, nhiệt điện hay phong điện. Tiếp đến là mô phỏng dây dẫn trên truyền tải điện. Hay mô phỏng máy biến thế cũng là một ứng dụng tương tự như vậy. Flux đảm bảo an toàn điện cho các thiết kế nhờ vào mô phỏng kiểm tra khả năng cách điện của các insulator trong đường truyền tải. Không dừng lại ở đó, Flux còn được sử dụng trong các thiết bị công nghiệp. Đầu tiên là các động cơ điện công suất lớn. Cảm biến điện từ trong thiết bị, robot. Hay các cơ cấu chấp hành dùng lực điện từ. Tất cả đều được kết hợp với giải pháp mô phỏng điều khiển đảm bảo thiết bị hoạt động chính xác. Bên cạnh việc kiểm soát các điện từ trường, Flux cũng cung cấp khả năng mô phỏng hiện tượng phát sinh nhiệt cảm ứng trong các thiết bị điện từ trường. Với hơn 35 năm kinh nghiệm, Flux đã khẳng định được giá trị của một giải pháp mô phỏng điện từ trường hàng đầu trên thế giới, giúp cho các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, nhà thiết kế có thể giải quyết vấn đề của mình một cách nhanh chóng, tiết kiệm chi phí mà vẫn mang lại kết quả chính xác. Đây chính là những điểm khác biệt để tạo nên sự thành công. Hãy liên hệ với chúng tôi để được trải nghiệm dùng thử phần mềm và được đào tạo để có thể ứng dụng phần mềm một cách hiệu quả nhất trong công việc của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi.